Thưa quý vị, chúng ta đang thảo luận với hai vị nghiên cứu của trường Đại học Kinh tế. Chúng ta nói về câu chuyện thể chế Việt Nam trong bối cảnh gia nhập vào TPP và sử dụng những bằng chứng chúng ta đã nâng cao chất lượng, chúng ta đã thay đổi như thế nào trong quá trình từ khi mở cửa đến đây. Và ở đây chúng ta sẽ nói về một số đề xuất. Xin hỏi với thầy Thành, thầy có nói đến một khía cạnh ấy là cái pháp luật hợp đồng của Việt Nam sẽ thay đổi nhiều. Chúng ta có thể nói về một hoặc hai điểm quan trọng trong cái pháp luật hợp đồng của Việt Nam sẽ thay đổi. Rất nhiều vấn đề Việt Nam cần phải làm trong vấn đề để điều chỉnh thể chế và pháp luật cho nó đáp ứng và tiệm cận những cái điều khoản về quy định của TPP. Ví dụ như là cái vấn đề về thực hiện các cái điều kiện về đấu thầu thì tập trung vào vấn đề là tài chính, kỹ thuật, thương mại, và đặc biệt là phải nhấn mạnh cái đấu thầu rộng rãi. Vấn đề nữa là đó là cái vấn đề về minh bạch công bố thông tin, thì tất cả các cái thông tin mà liên quan đến về mua sắm công, vấn đề các cái thông báo hồ sơ mời thầu, rồi vấn đề hồ sơ dự thầu, rồi cho đến các cái thông tin sau khi đấu thầu thì tất cả là phải được minh bạch. Chúng ta có quyền bộ luật về đấu thầu và bộ luật đó sẽ phải thay đổi trong TPP. Phải thay đổi. Và xin hỏi thầy, nghĩa một cái bộ luật mà nó to hơn và nó chiếm hầu hết những cái vụ lùm xùm về khiếu kiện đó là về đất đai. Nghiên cứu của mình có nói là thu hồi đất đã giao cho doanh nghiệp nước ngoài có khả năng bị doanh nghiệp đó kiện ra tòa án nước ngoài. Nhưng thu hồi đất của doanh nghiệp Việt Nam thì vẫn xử trong Việt Nam. Như vậy thì rõ ràng là có một cái sự bất công bằng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Liệu chúng ta có tiên đoán có một sự thay đổi trong cái luật đất đai, ít nhất làm cho doanh nghiệp trong nước và nước ngoài bình đẳng hơn trong chuyện giao đất và thu hồi đất? Chúng ta có quá nhiều ví dụ, thưa anh. Thì những ví dụ đó cho thấy có vẻ như đầu tư nước ngoài với sức ép và khả năng vận động của họ, với sức mạnh tài chính của họ, họ có thể thúc giục và đưa ra những dự án ít nhất về mặt chính quyền ấy, là hấp dẫn. Nhưng trong câu chuyện này đặt trong bối cảnh TPP thì có gì khác nhau? Tôi nghĩ cái hướng mà thầy Thành đã nói cũng sẽ là cái định hướng mà Việt Nam phải thay đổi. Chỉ có điều 30 năm cải cách của Việt Nam về cơ bản là đã chuyển đổi đất đai thành đô thị hóa hoặc khu công nghiệp, mà chi phí phần lớn là người nông dân phải gánh chịu. Thế thì tiếng nói của họ trong quá trình thu hồi đất, khả năng chống đỡ về pháp lý của họ đối với những quyết định thu hồi đất khá là thấp. Vì vậy, một những định hướng cải cách lâu dài, nếu anh đã nói đến thể chế dung hợp, thì anh phải bảo vệ tốt hơn cái quyền của người nông dân. Ví dụ như thu hồi đất của họ, thì anh phải theo một quy trình hết sức chặt chẽ, vì những mục đích hết sức chặt chẽ, theo những tiêu chuẩn thương thảo mà người nông dân họ có tiếng nói. Ví dụ họ không muốn tiền, mà họ muốn cổ phần ở trong đó. Họ muốn công ăn việc làm ở đó, họ muốn được đào tạo nghề ở đó, chứ không thể ấn vào tay họ một khoản tiền rồi họ không biết tiêu xài lâu dài. Như vậy mình đã cướp đi tư liệu của họ mà con cháu của họ không hề có sinh kế lâu dài. Và thầy Thành có đưa ra một số những tiêu chí, tôi xin nêu ra một số thầy Thành tiêu chí có thể đưa ra là minh bạch, công bằng, liêm chính, hạ tầng thông tin và năng lực cạnh tranh. Đây là tiêu chí mà đề xuất của mình trong lĩnh vực đấu thầu mua sắm công. Thì mình có thể nói cụ thể trong này là cái gì? Thì năm cái tiêu chí đó thực sự ra sẽ nhóm thành hai một cái chính sách chung, đó là cái vấn đề về cái tư duy mở cửa thị trường. Còn vấn đề thứ hai là về mặt kỹ thuật thì phải nói đó là phải thay đổi rất là nhiều, từ cái vấn đề về điều kiện dự thầu cho đến cái thông tin. Phải nói rằng là so với các cái điều kiện của GDP, nó đòi hỏi hết sức là chi tiết để làm sao các cái nhà thầu nước ngoài họ tiếp cận cái thị trường, họ có quyền tiếp cận không hạn chế. Nhưng khi nói câu chuyện mua sắm công mà cái bánh cực lớn thì những đề xuất của ông hướng tới là làm cho mua sắm công nó hiệu quả hơn, tiết kiệm tiền ngân sách, hay là tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trước đây phải đứng ngoài nay được tiếp cận vào. Như vậy thì cái ý của anh Bùa Văn như vậy liên quan đến vấn đề về cơ hội và thách thức. Thực sự ra thì tham gia một sân chơi nào cũng có hai mặt. Nếu anh không chuẩn bị thì đương nhiên cái cơ hội nó sẽ trở thành thách thức, và như vậy anh không khai thác được cái lợi thế tiềm năng của nó.
Có một câu chuyện này tôi muốn hỏi tiến sĩ Nghĩa, có lẽ nó cũng hơi xa với cái chủ đề chúng ta. Chúng ta đã có mấy chục năm chúng ta vào tiến trình hội nhập và chúng ta có những kỳ vọng về thể chế và chúng ta thường lại thấy không đạt được như kỳ vọng. Liệu sắp tới chúng ta có một con đường vòng khác, có một công cụ khác, đó là những cái hiệp hội dân sự, những cái xã hội dân sự có tác động vào như một công cụ để nâng cao những tiêu chí như thầy Thành vừa nói là minh bạch, về công bằng, về liêm chính, về thông tin? Thực sự thẳng thắn mà nói, chúng ta chưa chấp nhận xã hội dân sự như là cách tổ chức một cách tự nguyện nằm ngoài hệ thống của nhà nước. Và từ xã hội dân sự là mới nhắc đến một cách tự do trong vòng mấy năm trở lại đây thôi. Nhưng tôi muốn nghĩ là trong bối cảnh khi gia nhập vào TPP thì câu chuyện những tổ chức dân sự có thể làm những câu chuyện như tác động đến chính sách giống như một tập đoàn nước ngoài tác động đến chính sách, thì một cái hiệp hội trong nước cũng có thể tác động chính sách, có thể để mang báo lại quyền lợi cho các doanh nghiệp nhỏ. Dạ thưa anh, có một ví dụ rất điển hình, đó là quyền lập hội của người thợ. Trước đây thì mình nghĩ là Tổng Liên đoàn Lao động là đại diện đương nhiên duy nhất cho người lao động Việt Nam. Mọi cuộc đình công vì vậy nếu không thông qua công đoàn đều trở nên bất hợp pháp. Công đoàn tuy vậy nhưng khả năng hành xử độc lập với giới chủ rất khó. Nay ký TPP, Việt Nam phải chấp nhận những nguyên tắc của ILO, tức là Tổ chức Lao động Thế giới. Trong đó giới chủ thì họ có tiền và quyền lực, đó là tạo công ăn việc làm. Nhưng giới thợ họ cũng có quyền, đó là quyền tạo nên tiếng nói và đình công tập thể. Khi đó họ có quyền lựa chọn những công đoàn nằm ngoài hệ thống công đoàn của chúng ta. Đây là một ví dụ điển hình cho thấy Việt Nam buộc phải chấp nhận những hiệp hội nằm ngoài hệ thống chính trị có sẵn của chúng ta. Nhưng mà tôi nghĩ đây sẽ là một thay đổi khá lớn. Cần thiết phải có một cái luật chơi. Đúng là phải có một luật toàn chơi. Vâng. Chứ không thì sẽ vi phạm. Vâng. Dạ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang trao đổi câu chuyện rất lý thú với hai nhà nghiên cứu của Đại học Kinh tế. Chúng ta nói về câu chuyện thể chế và toàn bộ câu chuyện chúng ta nói là thể chế này để cho xã hội công bằng hơn, hiệu quả hơn và tốt hơn cho người Việt Nam. Có lẽ chúng ta đã nói đến câu chuyện là FDI cũng như, tôi xin lỗi, các hiệp định thương mại FTA. FTA thì có trực tiếp và gián tiếp tạo ra những cái cơ hội và những cái sức ép để nâng cao chất lượng thể chế. Nhưng dường như là quá trình diễn biến không được, thường là không như chúng ta kỳ vọng. Nay chúng ta kỳ vọng vào TPP và hai nhà nghiên cứu có đưa ra một số cảnh báo, nghĩa là chúng ta phải chủ động thay đổi. Còn nếu không chủ động thay đổi thì sẽ có nguy cơ là doanh nghiệp nước ngoài sẽ chiếm ưu thế và doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục càng ngày càng lép vế. Còn một cái điểm gì chúng ta bỏ sót trong chủ đề hôm nay không? Tôi thêm một cái vấn đề nữa, để mà chủ động thì cái vấn đề cái cam kết của các nhà lãnh đạo, của các nhà chính trị. Vâng. Phải vấn đề phải cam kết. Vâng. Từ nói cái một cái cam kết chính trị phải thay đổi. Vâng. Chứ nếu mà chúng ta không cam kết và không thực hiện một cái sự thay đổi thì thực sự ra thì thị trường cũng có cái luật chơi của thị trường. Thế nhưng một cái sự thay đổi của thị trường nó phải có dìu dắt bởi những nhà, cái người quản lý, lãnh đạo. Như vậy cho nên để cho chúng ta thành công và khai thác được những cái lợi thế của hiệp định, vấn đề của các cái hiệp định thương mại tự do, vấn đề cam kết của các nhà chính trị, các nhà lãnh đạo cao cấp, vâng, đến cái sự đổi mới thể chế, vâng, thì mới thành công. Thưa quý vị, chúng ta vừa trao đổi về câu chuyện thể chế, thời gian quá hạn, nhưng tôi hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện này, bởi vì theo quan điểm của các nhà nghiên cứu thì câu chuyện thể chế sẽ là một câu chuyện rất quan trọng, tác động rất lớn trong quá trình hội nhập của chúng ta sắp tới. Chương trình của chúng tôi xin đến đây xin tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin cảm ơn Thành. Cảm ơn anh. Chiếm hữu đất đai. Còn phần